nhá. Trời ơi. Cái này là fan của Dù Văn Nho ở tại quê hương. Bói bụi quá trời luôn. Dù Nho còn hiệp 2 em đá em. Tí em đá em à. À, xin chào các bạn thân mến, hiện tại bây giờ Tổng Nhỏ đang có mặt ở sân bóng đá của xã Phan Hòa, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Thì nghe thông tin là Vũ Quang Nho, cầu thủ U23 Việt Nam về quê cùng đã giao hữu, giao lưu với một cái địa điểm nào đó mà mình chưa có nắm bắt được thông tin này. Quang Nho mặc áo số 6. Hiệp này là hiệp mấy rồi chú? Mới đá hả? Hiệp 1 hả? Dẫn nhất về lối chơi là thật người bàn phía đỏ xanh. Và sự đúng một chất quan tâm từ bàn phía bên phía đỏ đã xuất. Đây là Quang Nho, Quang Nho rồi những cầu thủ nào nữa chú? Quang Nho và cầu thủ nào nữa? Ê, trong cái đội U23 Việt Nam á. Ngoài Dũng Quang Nho ra thì những cầu thủ này ở đâu hả bác? Công an Bình Thuận hả? Ra giao lưu hả? Giao lưu đặng đấu này là Dũng Quang Nho là chi phí nước non mời về giao lưu. Cái đội mặc áo xanh này là đội gì? Công an tỉnh Bình Thuận. Còn áo đỏ? Áo đỏ là xã Phan Hòa. Cái áo này là của Dũng Quang Nho tặng cho xã Phan Hòa. Dạ rồi. Cảm ơn bác. Đúng rồi. Đây bóng đen bên cầu môn mà. Tỉnh Bình Thuận ăn mặc áo xanh đây. Quang Nho mặc áo số 6. Áo xanh là đội công an tỉnh. Còn áo đỏ là đội xã Phan Hòa. Quang Nho số 6 nữa. Mang đội trưởng. Quang Nho cho rằng là chưa có cái lực gì. Lúc đó là một
có một bóng đá để thì chắc dù là thành thì đội đánh từ cái bóng của Phòng Tha Thư và là vị trí của số 22 đó là Hình Thảo, một số thay đổi ở vị trí trung vệ với nhau đánh bóng vào bóng thì tấn công và chỉ đưa đánh từ vị trí của thủ môn số 2 bóng lên. Bây giờ mình tiến qua bên chỗ cầu thủ Dùng Quang Nho thì trong cái thời gian giải lao thì đây là trận đấu giao lưu giữa công an tỉnh Bình Thuận và đội bóng Sa Phan Hòa huyện Bắc Bình tỉnh Bình Thuận. Đây Quang Nho đây. Yeah.
Trời ơi. Đây. Cái này là fan của Dũng Văn Nho ở tại quê hương. Bói bụi quá trời luôn. Khủng bố luôn. Ủa Nho còn hiệp 2 em đá em? Tí em đá em à. Phát nghĩ nhiều quá. Hiện tại bây giờ mình đang quay để mà gửi đến cái không khí buổi giao lưu bóng đá giữa đội tuyển công an tỉnh Bình Thuận và đội bóng của xã quê hương Văn Nho. Rồi tiếp tục các đội hiệp 2. Như vậy là hiệp 2 của trận đấu bắt đầu diễn ra. Thì lúc nãy là mình đứng phía bên kia vì cái mặt trời nó chiếu rọi, nó làm cái màn hình video nó mờ. Chính vì thế mà bây giờ mình đứng cái chiều đối diện lại. Vì vậy mà đội tuyển của Dũng Quang Nho cùng các người bạn thì bên tay trái của mình và đội phòng tham mưu công an Bình Thuận bên tay phải. Hiện tại bây giờ thì phòng tham mưu Bình Thuận đang có một cái phá hoạch đền. Như vậy là bàn thắng đã được ghi. Như vậy là rút ngắn được cái tỷ số. Tỷ số hiện tại bây giờ là 3-2. Như vậy tiếp tục trận đấu diễn ra. Như vậy là tuy là mặt sân của bóng đá nó không được chất lượng cho lắm, nhưng mà cầu thủ đã thể hiện được những cái kỹ năng, kỹ thuật, cái đẳng cấp của mình. Thì trận đấu diễn ra rất là sôi động, rất là hấp dẫn. Khán giả ở đây thì có rất là nhiều lứa tuổi, từ các cái vị lão niên cho đến các cái trẻ em nhỏ. Như các bạn thấy lúc nãy là nghỉ giữa hiệp, thì các cái fan nhí của Dũng Quang Nho phải nói là tập trung rất đông, tạo nên một cái bầu không khí của sân bóng đá phải nói là rất là sôi động. Nó bằng lên
và chỉ đến thủ thủ đỏ bóng đã trở về vị trí sắc của vị trí bên phía phòng tham hưu. Bây giờ chúng ta là các thời báo đội thuộc về thủ thủ hàng số 21 bên phía đội bóng đỏ. Phạm Đình vị trí đã không đến được đồng đội phía trên, đó là một chiếc áo xanh Minh Dũng. Cụ trẻ trang túc sắp bóng thôi, thành công dành cho thủ môn phía bên nhau là những bàn Phạm Đình thành công. Đây là Trung Trực chủ đi bóng với Trung Trực đặt trong, đây là sự duy trì của thứ năm Nguyễn Yên. Đó là một thủ đa thẳng dẫn từ vị trí của Trung Trực, nhưng nó lại đi cao hơn so với sang ngang Tinh Thần. Như vậy là trận đấu cũng đã được kết thúc với tỷ số là 4-3 nghiêng về đội Dũng Quang Nho và các người bạn. Thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại.